Anh em có để ý rằng càng ngày càng lắm định dạng KVK chinh phạt không? Mỗi cái KVK mới là lại có thêm một hoặc vài tính năng mới. Phải nói là Lilith càng ngày càng lắm trò à? Nhưng mà mấy trò này vui. Thế nên là chào mừng anh em đã quay trở lại với Rock API. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đâu là những tính năng KVK hay ho nhất mà Lilith đã cho phát hành. Không chờ chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Ở bảng xếp hạng lần này, mình sẽ đánh giá các tính năng KVK theo mức danh từ S đến C, biểu thị cho mức độ quan trọng, hấp dẫn của tính năng đó đến lối chơi của từng KVK anh em nhé. Dĩ nhiên đã là xếp hạng thì sẽ mang nặng quan điểm cá nhân của mình, cho nên là nếu anh em có những quan điểm khác thì đừng ngại comment ở phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nha. Anh em đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra nhiều content hay ho nữa. Mình là Bình Tĩnh, xin chào. Mình là Bình Tĩnh và chúng ta vào luôn bảng xếp hạng nào. Đầu tiên là ở danh C, với mình đó sẽ là tính năng quân sức của định dạng binh hùng thành cao. Tính năng này cho phép chúng ta chuyển đổi toàn bộ quân lính thành loại quân mà quân sức chỉ định. Ví dụ như là bạn chọn quân sức của bộ binh thì dù bạn có mang kỵ hay cung thì cũng sẽ chuyển thành bộ binh hết. Tính năng này sẽ giúp người chơi dễ dàng lựa chọn loại quân mà mình yêu thích hay đơn giản là phù hợp với lối chơi đó. Kiểu như bạn có 3 đạo kỵ, 1 đạo cung, 1 đạo bộ mà bạn máu xấu am quá hết kỵ rồi, giờ chỉ còn 2 đạo kỵ thôi thì có thể dùng quân sức chuyển hết bộ cung thành 1 đạo kỵ tiếp theo để dễ mang ra field. Tính năng này thuộc dạng cơ động, giúp người chơi dễ dàng tùy biến để phù hợp với các chỉ huy mạnh mà mình đang sở hữu. Tiếp theo, chiến lược theo mùa ở định dạng thần quyền phân tranh. Đây là một dạng chiến lược khá cơ bản và dễ hiểu. Chiến lược này với đa phần người chơi sẽ tập trung nhiều cho nhánh hỗ trợ, rồi sau đó là đến nhánh chiến tranh. Các boss thì để ý thêm phần lãnh đạo. Về cơ bản, chiến lược theo mùa ở định dạng này sẽ khá đơn giản, hỗ trợ các bạn thêm đôi chút về mảng hậu cần và chiến tranh, ít có sự phân hóa về lựa chọn. Và có lựa chọn khác nhau thì cũng không quá ảnh hưởng đến cục diện, cho nên là danh C hợp lý anh em ạ. Ở danh B, ta có tính năng học nghề ở định dạng KVK mới nhất là cường cung kình nỗ. Tính năng này đại loại là việc cho bạn chọn một đạo quân, bỏ đi hai kỹ năng đó là kỹ năng chủ động và kỹ năng chuyên môn, lắp thêm hai kỹ năng mới vào để điều khiển loại quân công trình. Tất nhiên là số lượng lính công trình ở đây sẽ được tự động chuyển đổi từ lính bộ cung kỵ ra. Đây là một tính năng khá hay và cho phép bạn sử dụng thêm đa dạng các chỉ huy khác nhau. Những chỉ huy mà bạn đã cho là outdated, để thay vì việc lao vào chiến đấu và an hành thì có thể đứng xa bắn tỉa kẻ địch để kiếm thêm kill point. Tính năng này phù hợp với những chỉ huy có kỹ năng chủ động và chuyên môn không quá mạnh, kiểu như là Saladin, Leonidas hay là Ramses chẳng hạn. Tuy nhiên với đa phần người chơi mới hiện tại thì đã nắm rõ cách lên chỉ huy sao cho hợp lý thì số lượng chỉ huy dư thừa là không quá nhiều. Tính năng này sẽ phù hợp với những người chơi lâu dài hơn. Thậm chí mình còn thấy nhiều người chơi không có tính năng này vẫn lao thẳng ra chiến trường với 5 hay 6 đạo open field, kiểu là bơ không cần luôn anh em ạ. Tuy vậy mình vẫn đánh giá đây là một tính năng khá hay ho, phù hợp với nhiều người chơi và ai cũng có thể sử dụng được, mang lại sự đa dạng trong lối chơi cũng như là cách chiến đấu. Một tính năng tương tự với chiến lược theo mùa ở map thần quyền phân tranh đó là chiến lược ở map thần cơ diệu sách. Tuy nhiên chiến lược này là phiên bản nâng cấp hơn anh em ạ. Chiến lược này cho chúng ta lựa chọn những sách lược khác nhau dựa vào từng thời điểm. Mỗi sách lược cho phép chúng ta lựa chọn những tính năng nhỏ cho chỉ huy, giao chiến, hậu bị và thông dụng. Số lượng các buff này là khá nhiều và có thể thay đổi chiến lược tổng quát theo biên niên sử nữa. Số lượng buff thì khá nhiều và tùy theo phong cách của bạn chơi nên có thể đổi qua đổi lại, lựa chọn các loại buff khác nhau. Nói chung là số lượng khá đa dạng, đọc hết là cũng rối phết đấy anh em ạ. Đến với danh A, đầu tiên theo mình đó là tính năng kỹ năng phụ trợ ở định dạng KVK với hạng Oglin. Như video xếp hạng KVK mà mình đã nói, đây là một tính năng KVK nhà giàu. Những người chơi lâu hoặc là boss đạm nhiều sẽ có nhiều ưu thế hơn so với những người chơi khác, đặc biệt là những người chơi mới. Tính năng này đúng là khá đa dạng trong việc lắp ghép các cặp chỉ huy kỹ năng, tạo nên những cặp đôi chỉ huy cực kỳ mạnh mẽ. Tại sao kỹ năng phụ trợ lại ở mức danh này? Đó là với việc được gắn thêm nhiều kỹ năng thì các đạo quân của boss giờ đây trở nên cực kỳ mạnh mẽ. 7 đạo đồng nghĩa với thêm 21 kỹ năng. Lúc này thì những công trình như ở cờ thì cực kỳ mong manh. Nhờ đó mà việc sầu am ở định dạng KVK này nó cứ gọi là liên tục, thấy là sầu am, đặc biệt là ở trong kinh zone, nơi mà diện tích đất là không quá lớn, từ đó tạo nên sự máu lửa và căng thẳng cho các trận đánh. Người vui nhất chắc là Lilith rồi, cho quả tính năng đốt tăng tốc, đốt tài nguyên phải gọi là tới nóc luôn. Đánh nhau tầm 3 đến 4 ngày là một đại đế quốc như 2377 hay là 2429 thì cũng chỉ còn cái nịt thôi anh em ạ. Mình là mình xếp nó ở danh A thôi, chứ Lilith mà xếp thì chắc nó ở danh MMM. M ở đây là money anh em ạ. Tiếp theo đó là tính năng cực kỳ quen thuộc với chúng ta mà mình dám chắc là ai cũng đã trải qua rồi, đó là kỹ năng thành lũy. Đây là một tính năng xuất hiện ở rất nhiều định dạng KVK như là anh hùng ca, binh vô thường thế, binh hùng thành cao vân vân. Dĩ nhiên là đầu xuất hiện của nó là định dạng anh hùng ca. Kỹ năng này sẽ khá giống với kỹ năng phụ trợ ở định dạng KVK với hạng Olin, nhưng thay vì tùy ý lựa chọn các kỹ năng trong dàn chỉ huy của mình thì kỹ năng này sẽ được mặc định kỹ năng của một vị chỉ huy và bạn phải sắp xếp những kỹ năng mà mình có được vào phù hợp với từng loại quân mà bạn có. Điều này sẽ giúp các đạo quân trên đồng tránh chênh lệch quá nhiều về sức mạnh. Dĩ nhiên những người chơi có nhiều vị tướng thì vẫn sẽ có lợi thế hơn.
Ví dụ như là KVK đó có kỹ năng số 4 của Charles Martel thì cái ông đã mắc CM ấy chắc chắn là sẽ mạnh hơn những ông mà chưa mắc rồi. Nhưng mà lợi thế đó thì không quá khác biệt như là map với Hamoklin, từ đó tạo nên sự cân bằng cần thiết cho những bản đồ KVK này. Tuy là một tính năng xuất hiện từ cách đây 3 năm nhưng mà nó vẫn đang làm việc khá ổn ở thời điểm hiện tại, chứng tỏ vị thế của tính năng này là cực kỳ quan trọng. Tiếp theo đó là tính năng này, chỉ lệnh thời kỳ của định dạng KVK thời di thế dịch. Với mình thì nó là tính năng nằm ở danh A cộng. Chỉ lệnh thời kỳ đơn giản ở đây đó là các loại bắp khác nhau theo từng thời điểm của KVK. Mỗi chỉ lệnh thời kỳ có tác dụng trong 4 ngày, có hai loại đó là chỉ lệnh cá nhân và chỉ lệnh liên minh. Theo đó thì bạn sẽ lựa chọn những chỉ lệnh khác nhau tùy thuộc vào mục đích của bạn. Bắp này thì liên quan về farm tài nguyên, pha lê hoặc là bắp đánh nhau. Có những chỉ lệnh liên minh giúp xây vào đài liên minh chỉ trong vòng chưa đầy 45 phút. Đây là một yếu tố cực kỳ bất ngờ và chiến lược để bạn chiến thắng ở trận zone 5. Hay là các chỉ lệnh đốt cờ nhanh, bảo vệ cờ cực kỳ quan trọng ở trận king zone nữa. Bản thân mình thấy đây là những tính năng nâng cao hơn của tính năng chiến lược ở map thời di thế dịch. Nó cụ thể hơn, phù hợp với từng thời điểm hơn, dễ hiểu và quan trọng hơn là nó có thể tích hợp được kha khá những tính năng hay ho cũng như là đột biến khác. Tiếp đó thì vẫn ở danh này chúng ta có tính năng tiền đồn. Tiền đồn là tính năng xuất hiện ở định dạng KVK chinh phục sa mạc đầu tiên. Sau đó thì chúng ta thấy ở gần đây đó là map binh hùng thành cao. Đây là một tính năng cho phép ủy trị đội quân. Nôm na là R4, R5 có thể dùng các đạo quân trong đấy để tiến hành tập hợp hoặc là đồn trú. Mỗi tiền đồn cho phép chúng ta gửi tối đa là 200 đạo quân T5 dự bị. Điều đó đồng nghĩa việc bạn hoàn toàn có thể gửi một đạo vào một tiền đồn để dự bị trước khi mà out game đi ngủ. Đây là một tính năng khiến cho các công trình trở nên cứng cáp hơn, khó bị phá vỡ hơn, nhưng cũng sẽ là một con dao hai lưỡi nếu bạn quá phụ thuộc vào việc dùng quân dự bị, bởi vì kẻ thù hoàn toàn có thể dùng tài khoản nông trại để bạo lực T5 của anh em. Việc có thể mở rally từ tiền đồn cũng là một giải pháp để tăng tốc độ cũng như là nhịp độ tấn công trong các trận chiến. Nói chung tính năng này khá hay và linh hoạt anh em ạ. Đến với danh S sẽ là sự xuất hiện của hai cái tên. Đầu tiên với mình đó là bí vật. Đây là một tính năng được xuất hiện lần đầu tiên ở map KVK binh vô thường thế. Bí vật là một vật phẩm được gắn vào ô trang sức của chỉ huy phụ, từ đó thay đổi hoàn toàn thuộc tính đội quân của chỉ huy đó thành loại quân bí vật chỉ định. Tính năng này cho phép chúng ta có thể ghép cặp mọi loại chỉ huy của ba loại binh chủng là bộ cung kỵ với nhau. Hiện tại thì chúng ta đang có 56 chỉ huy huyền thoại của ba loại quân này, và dĩ nhiên với bí vật ta sẽ có những sự kết hợp đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn. Có thể kể đến như là đồn trú Go Attila với khả năng chống sầu quam cực khủng, Attila lưu triệt hay lưu triệt Attila với khả năng rally cực sát từ sát thương thường, sát thương phản kích cũng như là sát thương trừng phạt, hoặc khứ bệnh ra các lượng với khả năng sốc sát thương bá đạo nhất trò chơi, hay đơn giản như là Nesky Jisungi để anh em đánh phiêu thoải mái. Sắp tới với sát thương chuẩn ra mắt, biết đâu ta lại có sự kết hợp của những kiểu như là Choizon với Constantine không chừng. Nói chung là với bí vật thì mọi thứ đều có thể xảy ra, phải test thì mới biết được em ạ. Tính năng này ảo diệu vô cùng. Cuối cùng với mình đó là tính năng mở thông đèo ở định dạng KVK 8 phe xung đột. Định dạng KVK này cho phép chúng ta mở thông đèo hai chiều bắt đầu từ đèo 5. Điều này sẽ tạo ra nhiều biến cố vô cùng khó lường, khiến các vương quốc phải căng não để nghĩ cách tấn công kẻ thù ở hướng này nhưng mà vẫn phải bè bịt phòng thủ chắc chắn ở hướng còn lại. Nếu vương quốc của anh em không làm tốt điều này thì có thể sau một đêm ngủ dậy, kẻ thù mà bạn nghĩ đang ở phía bên kia bản đồ đã nằm chành ấy ở trong zone 5 của bạn rồi, nhốt bạn ở zone 4 luôn cho đến hết KVK, vậy là khóc luôn. Bên cạnh đó, tính năng này cũng làm cho những cuộc chiến trở nên cực kỳ dài hơi. Mở zone 5 cái là có khả năng đánh nhau liên tục đến hết kinh lên cũng nên. Nói chung là với tính năng này thì dám chắc KVK sẽ trở nên như một miếng cô tách vậy, thấm hút mọi thứ từ tăng tốc, tài nguyên, thời gian và sức lực của anh em. Định dạng KVK 8 phe không có bất cứ tính năng nào khác mà mình kể ở trên, ngay cả kỹ năng thành lũy luôn anh em ạ. Ấy thế mà không ai dám chơi cái map này mấy là anh em hiểu rồi đấy. Map 8 phe này mà có thêm tính năng kỹ năng phụ trợ của Vây Hạ Moglin nữa thì thôi, mỗi lần đánh KVK xong chắc nghỉ nửa năm anh em ạ. Và đó là bảng xếp hạng các tính năng KVK theo quan điểm cá nhân của mình. Không biết là mình còn kể thiếu cái gì không nhỉ? Ngoài ra thì anh em có quan điểm nào khác không thì hãy thoải mái comment ở phía dưới nhé. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra nhiều content hay ho và chất lượng hơn nữa. Mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.